Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quay Thử Sổ Số miền Nam thứ năm ngày 13 tháng 6 năm 2024. Thứ năm ngày hôm nay gồm có 3 đài Tây Linh, An Giang, Bình Thuận. Giải 8 Tây Linh 52, giải 8 An Giang 42, giải 8 Bình Thuận 89. Còn có các giải 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 và giải đặc biệt. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, phát tài, phát lộc, đại phú, đại quý, vạn sự như ý. Chọn cho mình những con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kế tiếp.